Nội thất Mộc Đăng Huy xin chào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh review đồ gỗ nội thất Mộc Đăng Huy hôm nay. Hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2020. Mộc Đăng Huy chúng tôi sẽ làm một video ngắn để gửi tới quý vị và các bạn một mẫu sản phẩm mà Mộc Đăng Huy vẫn bán từ trước tới nay, nhưng lâu rồi không có làm video cho quý vị và các bạn coi. Đây là mẫu tủ thờ với chất liệu bằng gỗ căm xe chính, mặt gõ và hậu lưng là gỗ dầu. Thứ nhất, Mộc Đăng Huy xin được công bố kích thước của hai mẫu này, gồm hai kích thước 4 chân là ngang 1m27, cao 1m53 và sâu là 55cm, sẽ có giá là 5,5 triệu. Thì chúng ta có hai mẫu vừa là cẩn vừa là đục và áp dụng trên tất cả hai cỡ luôn. Ví dụ như mẫu ngắn này 4 chân này thì kiểu chả phản trai như này có giá 5,5 triệu, và quý vị có thể lựa chọn cái kiểu đục cũng sẽ có giá là 5,5 triệu. Còn bên đây là hàng 6 chân to hơn một xíu, là ngang 1m45, cao 1m53, chiều cao bằng nhau nha. Và chiều sâu thì rộng hơn, nó là 63cm. Còn chiều sâu của hàng 4 chân chỉ có 55 thôi. Vâng. Và trên cái mẫu này thì chúng tôi cho nuôi ở đây là hàng đục CNC. Và 6 chân này cũng có mẫu khảm như này thì giá cũng bằng thôi. Là đều là 6,5 triệu hết, chúng ta chỉ khác giá khi so sánh về kích thước thôi. Hơn nhau 1 triệu, 4 chân là 5,5 triệu và 6 chân là 6,5 triệu. Vâng. Đây là giá và kích thước mà Mộc Đăng Huy đã công khai với quý vị và các bạn để quý vị và các bạn lựa chọn với cái kích thước nhà của mình làm sao cho phù hợp để đề chiếc tủ thờ. Dù là lên lầu, lên gác hay là để dưới trệt thì quý vị và các bạn hãy cân nhắc rõ cái kích thước và mục đích sử dụng để làm sao lựa chọn cho hợp lý. Và khảm trai cũng vậy và đục cũng vậy, giá là bằng nhau hết, chỉ là khác tiền ở kích thước thôi. To thì 6,5 triệu mà nhỏ thì 5,5 triệu. Vâng. Còn sẽ sơ qua về chất liệu chính sẽ là căm xe, khung tất cả bằng căm xe, mặt sẽ là gỗ lam phi và phía lưng sẽ là bằng gỗ dầu. Gỗ dầu nha quý vị nha. Ở hướng này nó tối quá, đâm ra là không nhìn rõ cái chất liệu gỗ như thế nào. Quý vị thông cảm, tại vì có một mình quay phim cho nên là không có thợ đi giao hàng hết, cho nên là Huy không có tự quay được và tự bê cái tủ quay sau được. Thì lưng này sẽ công bố là gỗ dầu. Gỗ dầu nha. Và những chi tiết bên trong như cái tầng, như cái tầng cũng là gỗ dầu. Để Mộc Đăng Huy mở cái cánh bên đây ra cho quý vị và các bạn quay được bên trong, xem được không gian để mình biết được nó để được cái đồ gì như thế nào. Cái cánh nó là bản lề chốt như ngày xưa, đâm ra là phải có cái điểm giữ. Vâng. Bên trong của chiếc tủ này thì sẽ chia thành hai ngăn chúng ta để đồ, có thể để lến chân đèn rồi hương nhang rồi cũng như là những vật dụng mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp để trong chiếc tủ này. Vâng. Hai kích thước thì cái quy cách sẽ đều là như nhau. Đều như nhau hết, mục đích sử dụng giống nhau, khác kích thước thôi. Chúng ta để đồ bên trong, cái to thì để nhiều và cái bé thì để được ít hơn. Đều là mở cánh hai bên hông quý vị nhé. Quý vị để xét bên tường bên tay trái thì mở cánh bên tay phải, mà để xét bên tay phải thì mở cánh bên tay trái. Có nghĩa là nếu mà để ở giữa nhà thì chúng ta có thể được mở đều được hai bên. Đấy, tùy theo cái mục đích và sở thích của từng người. Vâng. Thì đi qua cái mặt tiền là quan trọng nhất để tạo lên cái nét đẹp của chiếc tủ, thì chúng ta sẽ đi qua cái hàng đục trước. Vâng. Lớp đục thì sẽ là trên những miếng chám mặt tiền này, đục chim, chân hạc, chim, hai bên đục giống nhau. Và ở giữa thì phía dưới sẽ là có đài sen, đuôi rồng rất là phong thủy. Phía trên là câu đối. Vâng, không biết tôi quay hơi nhanh thì quý vị không biết có thể xem được cái đường nét của nó không, nhưng mà tôi khẳng định là nó rất là đẹp. Với giá 6,5 triệu thôi, nhìn nó rất là cầu kỳ đúng không ạ? Đây là mẫu đục. Còn đây là mẫu khảm trai. Thì chúng ta sẽ khảm cảnh chủ yếu là cây, đào và những ông tiên.
Cái khảm chai này thì xuất hiện trên đồ thờ của truyền thống chúng ta thì rất là lâu rồi, sẽ không bao giờ bỏ được. Huyền thoại rồi. Vâng. Đây là hai mẫu tủ thờ của bên Mộc Long Huy với chất liệu gỗ cam tre, mặt gõ và hậu lưng và tầng bên trong là pha bằng gỗ dầu. Với có giá công khai là 5,5 triệu kích thước nhỏ và 6,5 triệu kích thước lớn. Gửi tới quý vị và các bạn, những ai mà quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ với Mộc Long Huy để đặt hàng và chúng tôi sẽ miễn phí vận chuyển bao cho quý khách từ kho tới nhà là 30 km trong phạm vi Đồng Nai. Còn Sài Gòn thì chúng tôi bao hai quận là Thủ Đức và quận 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ghé xem và ủng hộ kênh Nội thất Mộc Long Huy từ trước tới nay. Mộc Long Huy xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ.